cho đến ngày tận cùng thời gian. Hôm nay chúng con cùng họp nơi đây để cầu nguyện thờ lại tôn vinh chúc tụng của chúng con đến với Chúa để đền bù những tội lỗi của chúng con và của mọi người khác đã vô tình hay cố ý xúc phạm đến thánh thể Chúa. Xin mời người. Thờ lạy Chúa, uy quyền khải.